Quý vị có thấy là em bước từ cái cầu thang này xuống phía dưới và nhìn khung cảnh này thì nó giống như là một tòa lâu đài hay là một căn biệt thự không quý vị? Một căn nhà mà chỉ là nhà phố thôi. Nhưng mà nhìn sơ qua thì quý vị các bạn thấy là nguyên cái bộ cầu thang này á thì nó hình thức là nó làm như kiểu biệt thự luôn. Và ngày hôm nay Nhà đẹp 192 đang có mặt tại một căn nhà mà căn nhà này là hàng limited, là hàng giới hạn, phiên bản giới hạn ở ngay chính khu vực Bình Dương. Cụ thể là Thuận An và Dĩ An cũng như là Thủ Dầu Một, là căn nhà này là căn nhà phiên bản giới hạn. Nó chỉ có một thôi quý vị, không có hai nhé. Và còn nhiều điều bất ngờ nữa ở trong cái căn nhà này mà ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tham quan khám phá. Diện tích sẽ là ngang 5 dài 22. Căn nhà này thì bố trí rất là nhiều công năng, có phòng xông hơi này, có chỗ cho các bạn chúng ta giải trí, chúng ta đọc sách, chúng ta uống cà phê, có phòng ngủ dưới và đặc biệt nội thất trong căn nhà này thì cực kỳ xịn sò. Còn lối kiến trúc á, mang lối của nước Pháp quý vị nha, kiến trúc của Pháp. Bây giờ thì không để quý vị các bạn chúng ta phải chờ lâu, bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết xem là căn nhà phố này có gì đặc biệt quý vị nha. Rồi, mời quý vị các bạn. Đây quý vị ơi, nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, nhà mình xây dựng là một trệt hai tầng lầu. Và mặt tiền mặt dựng chính căn nhà của chúng ta đây quý vị này, một mẫu nhà theo lối kiến trúc là tân cổ điển, và kiến trúc này là kiến trúc âm hưởng của nước Pháp quý vị nhá. Một lối kiến trúc Pháp được anh kiến trúc sư này chúng ta đưa về đây. Tông màu chủ đạo ở khu vực mặt tiền này quý vị chúng ta thấy là tông màu trắng. Ban công ở đây thì chúng ta sử dụng bằng nhôm đúc hết quý vị, nhôm đúc lòng hết quý vị nhá. Và phủ điêu thì được đắp rất là nhiều. Tô điểm cho cái phần mặt tiền này sẽ là những cái ánh đèn được rọi lên và chúng ta hắt ra những cái ánh đèn rất là đẹp luôn. Và căn nhà ngày hôm nay sẽ nằm trên một cái con đường trục chính. Con đường này sẽ là đấu nối giữa đường DT743 là đường liên tỉnh và con đường Phan Đình Giót. Khu dân cư này thì rất là vượng khí và rất là giàu. Đường phía trước quý vị này rộng đến 12 m, vỉa hè ở đây thì mỗi bên sẽ là 5 m. Và từ vị trí căn nhà của chúng ta di chuyển ra vòng xoay An Phú rất là gần luôn. Và đường này đường thông. Căn nhà này chúng ta mua thì quý vị các bạn chúng ta ngoài việc chúng ta ở ra thì chúng ta có thể kinh doanh buôn bán được. Đây là hướng ngược lại của chúng ta quý vị này. Ở đây mình sử dụng là điện âm nước máy hết quý vị các bạn. Đây, người ta đang kinh doanh buôn bán, đang mở spa rồi đang mở là shop quần áo này kia, quán cà phê, tất cả mọi thứ rất là nhiều. Diện tích sẽ là ngang 5 dài 22 m quý vị và các bạn. Một căn nhà sừng sững nằm ngay giữa trung tâm của thành phố. Địa chỉ của căn nhà này là phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương quý vị và các bạn. Bây giờ thì không để quý vị các bạn chúng ta phải chờ lâu, chúng ta sẽ cùng vào trong quý vị nhá. Và trước khi vào trong thì quý vị các bạn chúng ta nhớ đăng ký kênh, subscribe kênh, like và chia sẻ video này quý vị. Đây là cái vỉa hè phía trước của chúng ta này. Vỉa hè này sẽ là 5 m. Và hiện tại bây giờ thì hai phía bên này thì chủ nhà chúng ta có trồng hai cây vạn tuế. Và ước tính là một cây như này 5 triệu, hai cây là 10 triệu quý vị. Đó, thấy được không quý vị? Nhà phố thì quý vị thấy là phía bên ngoài này sẽ là một lớp cửa cuốn công nghệ của Đức. Còn bên trong là hệ cửa bốn cánh Sinfa kết hợp vào kiếng cường lực. Đó, rồi chúng ta cùng bước vào đây quý vị. Đây sẽ là một cái khu vực sân xe hơi của chúng ta. Và quý vị thấy không, khi mà chúng ta bước vào đây thì cảm giác như chúng ta đang ở trong một tòa lâu đài, nếu không nói quá là như vậy. Một căn biệt thự mini quý vị nhá. Một cái hệ trần giật cấp thạch cao trải dài từ không gian sân xe này, không gian phòng khách này vào đến phòng ăn của chúng ta. Sẽ là một hệ trần giật cấp rất là đẹp luôn. Chúng ta có dát vàng, chúng ta dát bạc, đèn chùm đây là đèn chùm nhập khẩu quý vị các bạn. Đấy quý vị thấy không? Một cái khung cảnh rất là đẹp luôn. Nó giống như chúng ta đang ở trong một cái lâu đài vậy đó. Và đối với khu vực sân xe hơi này thì quý vị các bạn chúng ta có thể mình bỏ những cái dòng xe là 5 chỗ hoặc là 7 chỗ. Ở hai bên bức tường thì được đề co rất là nhiều bức tranh. Ở trên có đèn hắt luôn này. Những cái phào chỉ này thì làm rất là kỳ công và rất là chi tiết luôn. Rèm cửa đây quý vị, có thể anh đứng ra bên đó để quý vị các bạn chúng ta thấy được cái toàn cảnh khi chúng ta đứng từ khu vực là phòng khách sân xe, chúng ta nhìn ra khu vực mặt tiền đây quý vị. Rất là sang đúng không ạ? Một cái hệ trần rất là đẹp luôn. Giật cấp thạch cao, dát vàng, dát bạc, tùm lum tà la hết. Đèn chùm này, đèn chùm nhập quý vị này. Và bên này cũng vậy quý vị. Đấy, nên là lý do em nói căn nhà này là hàng limited, là giới hạn, chỉ có một, không có hai. Thì quý vị các bạn chúng ta hãy theo dõi hết video này, đừng rời màn hình quý vị nha. Không gian phòng khách của chúng ta đây vẫn là như vậy thôi. Là một cái hệ trần rất là đẹp luôn. Thạch cao giật cấp dát vàng. Đó, rất là đẹp quý vị. Bộ bàn ghế này. Đó, ghế này là gỗ gõ đỏ hay sao ấy. Gõ đỏ đấy quý vị. Tặng kèm cho quý vị luôn. Phía sau bức vách thì anh chủ này anh sử dụng những cái bản nano rất là lớn luôn. Có những bức tranh đây quý vị này. Đó, kiến trúc Pháp nên là cái này là những bức tranh rất là đẹp luôn.
Ở trên thì chúng ta có đèn rọi, đèn hắt luôn. Cảm giác vào căn nhà này nó có quá nhiều thứ để chúng ta phải nói chuyện với nhau. Một căn nhà hàng giới hạn quý vị, phiên bản giới hạn limited luôn. Ở đây thì có sẵn tivi và dàn âm thanh này kia các thứ là tặng kèm cho quý vị luôn. Đó, quý vị thấy không? Một cái bức vách phía sau được chạy đèn rồi thì đèn trang trí rồi, đèn hắt, đèn chiếu sáng rất là sang xịn. Và khu vực mà em bước ra ngay từ đầu video đó chính là đây quý vị này. Một căn nhà phố thôi nhưng mà làm một cái quả cầu thang nó giống như căn biệt thự, những cái tòa lâu đài vậy đó. Nó sẽ là uốn lượn như thế này. Đó, tay vịn đây chúng ta sử dụng là gỗ gáo đỏ luôn. Và những cái giá đỡ này quý vị này, giá đỡ này chúng ta làm bằng nhôm đúc đồng hết quý vị nhá. Và mặt bậc cầu thang chúng ta làm full đá kim sa luôn. Đá kim sa này nhập từ Indo về. Đấy, rất là sang và rất là xịn luôn quý vị. Rất là đẹp luôn, căn nhà này có quá nhiều thứ luôn quý vị. Và đây sẽ là không gian phòng ăn của căn nhà mình. Với dàn tủ bếp trên, tủ bếp dưới quý vị thấy là đóng bằng gỗ gáo đỏ hết, full gáo đỏ quý vị nhá. Và tiếp tục lại một cái hệ trần đây quý vị các bạn này. Đó, trần này cũng là giật cấp thạch cao, sơn nhũ vàng, rát vàng, có quạt, có đèn đầy đủ cả. Và ngay cả những cái chi tiết như là vòi rửa đây quý vị này, hệ thống rửa đây thì anh này anh làm khá là đầu tư. Ở đây chúng ta có những cái chế độ như là rửa thì nó bình thường rồi, có cả giờ, có cả nhiệt độ luôn. Đó, chúng ta tham khảo này. Ôi, đó. Quý vị thấy không? Rất là hay luôn. Và không gian phòng ăn này thì hiện tại bây giờ chưa có bàn ghế, nhưng mà anh chủ này anh nói là sẽ có một bộ bàn ghế ở đây cho chúng ta. Đó, bàn ghế như thế nào thì chúng ta hãy chờ đợi nha. Và khu vực tủ lạnh thì quý vị các bạn chúng ta để đây. Đó, kể cả khu vực tủ lạnh chúng ta cũng đi bằng phun gỗ đỏ luôn quý vị. Bên này thì quý vị thấy là cũng lại một bức tranh. Đấy, một bức tranh ở trên có đèn rọi này kia các thứ luôn, rất là sang và rất là xịn. Đúng không quý vị? Mặt bàn đây thì ta sử dụng lại là đá hoa cương. Đá này là đá kim sa quý vị nhá, rất là mắc luôn. Bên trong thì có chạy meca, có led đơn quý vị này. Và trước khi chúng ta bước vào đây quý vị thấy không? Một cái mái vòm này chúng ta sẽ dẫn vào khu vực phía sau này. 22m là chiều dài thì ta sẽ có một phòng ngủ dưới đây quý vị và các bạn. Phòng ngủ này thì thích hợp cho cha mẹ già hoặc là con nhỏ. Đây, quý vị thấy nội thất có đẹp không ạ? Có kệ giường đây, bên này là những bức tranh đề co. Ở trên là tiếp tục là những cái hệ trần thạch cao giật cấp, có đèn chùm, đèn thả luôn. Đó, đèn chùm này, đèn chùm nhập đấy quý vị. Bên này là tủ đồ đây. Đó, tủ đồ đi theo cái tông màu này thì nó mới hợp với là cái mẫu là tân cổ điển của chúng ta quý vị nhá. Kể cả những cánh cửa đây cũng vậy nè quý vị này. Đấy, đi theo tông màu này rất là hợp luôn quý vị. Rồi, chúng ta ra sau đây. Đấy, ngay ra đây thì lại tiếp tục là chúng ta lại có thêm những cái kệ tủ này. Có nghĩa là anh đầu tư này, anh kiến trúc này, anh tận dụng hết tất cả mọi ngóc ngách của căn nhà này để làm cho căn nhà chúng ta gọi là phát huy hết tất cả công năng. Phía sau cùng đây sẽ là không gian giếng trời và một bức tranh đây quý vị này. Bức tranh này là cây tre, rồi là này là cái gì đây, cây đa, cây điếc gì đây. Nói chung là nôm na là một bức tranh được đắp bằng tay theo kiểu là mạ đồng như thế này quý vị nhá. Rồi, nhà vệ sinh đây quý vị. Nhà vệ sinh của không gian tầng trệt đây, quý vị thấy xịn sò không? Đây, cái này là bồn tiểu này, đây là nhà cầu này, vòi tắm này, kể cả gương này. Gương thì chỉnh điện là đương nhiên rồi, nhưng mà có cả giờ, có cả nhiệt độ luôn quý vị các bạn. Đây là một trong những cái mà thực sự là em nói quý vị là chúng ta ít gặp trên thị trường nhé. Và căn nhà này em nhắc lại quý vị là phiên bản giới hạn, nó chỉ có một thôi, không có hai. Phiên bản giới hạn ở đây là ở cái thị trường Bình Dương quý vị nhé. Còn Sài Gòn thì em không rõ, hay là những khu vực khác thì em không rõ. Bình Dương như là Thuận An, Dĩ An, Thủ Dầu Một hay là Tân Uyên thì đây là căn nhà phiên bản giới hạn. Đây, đối diện cầu thang quý vị lại tiếp tục một hệ tủ nữa. Anh này anh làm rất là kỳ công luôn. Tủ này thì quý vị các bạn chúng ta có thể là mình bỏ rượu ở đây, hay là chúng ta để những cái bình bông này kia các thứ. Quý vị thấy không? Đó, mới chỉ là không gian tầng trệt và ở phía bên ngoài mặt tiền thôi. Đã đủ mê cho quý vị. Còn nhiều điều thú vị nữa đang chờ quý vị ở trên lầu 1. Nên là quý vị chúng ta đừng rời màn hình nhé. Chúng ta cùng nhau di chuyển lên lầu 1 để chúng ta tiếp tục tham quan và khám phá xem ở trên lầu 1 thì đang còn những cái gì chờ đợi chúng ta. Và nhắc lại quý vị, đây là một căn nhà limited quý vị, một căn nhà phiên bản giới hạn nhé. Nằm ngay tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây rồi quý vị, đây là lầu 1. Quý vị theo, kể cả những khu vực đường lồn đây, có những bức tranh đây được đề co, được làm khá là chi tiết. Và cái điều bất ngờ đầu tiên nó nằm ở đây quý vị. Một không gian phòng xông hơi. Phòng xông hơi này là phòng xông hơi khô. Và gỗ ở đây là sử dụng là gỗ thông quý vị nhá. Đó, quý vị thấy không? Chúng ta đi làm về, chúng ta có một cái không gian đây, chúng ta mệt mỏi, vào đây chúng ta thư giãn. Thư giãn xong á, thì hãy bước vào căn phòng này. Đây là phòng master quý vị này. Đây, mời quý vị các bạn chúng ta cùng vào đây. Một căn phòng giống như chúng ta là những vị hoàng đế vậy quý vị. Quý vị thấy đẹp không ạ? Đây thì nội thất đầy đủ cả.
kệ giường đây và giường, quý vị thấy nội thất sang gì không? Đó, anh này anh đầu tư vào đây khá là nhiều. Cửa này thì chúng ta sẽ dẫn ra khu vực bên ngoài ban công, hệ rèm đây thì cũng chạy hết rồi. Đó, kể cả những chi tiết là tủ đầu giường đây, anh này anh làm khá là tỉ mỉ và rất là chi tiết kỳ công luôn. Có những quả đèn rọi, đèn trang trí ở trên cũng vậy quý vị. Và một cái không gian khu vực để cho chị em chúng ta là trang điểm đây. Đấy, tủ này thì mình để những cái phụ kiện này. Đấy, nước hoa hay là son phấn này kia. Và quý vị thấy một cái không gian phòng tắm có đủ phê cho quý vị. Một không gian mở như thế này rất là thoáng luôn. Còn bên này tiếp tục là phào chỉ và những bức tranh. Đấy, bức tranh ở nước ngoài thôi quý vị, mang kiến trúc của Pháp nên là chúng ta sẽ đưa một cái gì đấy gọi là châu Âu vào trong căn nhà này. Và đây thì lại đối diện đây sẽ là một nguyên một cái hệ tủ rất là to và rất là dài đây quý vị. Đấy, chúng ta có chạy led rồi, là tủ này cũng đi theo cái tông là tông trắng như thế này luôn nhá, để chúng ta phù hợp với cái mẫu tân cổ điển. Bây giờ ta vào căn phòng tắm đây quý vị này. Quý vị thấy có đẹp không ạ? Đây là bồn tắm nằm này, rất là nhiều chế độ, kể cả những bức tranh phía sau đây cũng được làm khá là kỳ công. Bên này là bồn cầu. Đó, ở kể cả ngay khu vực trần đây quý vị này cũng được làm là đèn chùm này kia luôn, rát vàng rát biếc này kia, rất là chịu chi luôn. Còn bên này sẽ là khu vực vòi tắm đứng của chúng ta, labo và gương thì ta sẽ bố trí ở đây. Đó, rất là đẹp luôn quý vị. Căn phòng này là một căn phòng mà rất là nhiều cặp vợ chồng chúng ta hằng mơ ước quý vị nhá. Đấy, xong hơi đây xong cái vào phòng đấy nghỉ ngơi. Và đây sẽ là căn phòng ngủ thứ hai của chúng ta quý vị. Phòng ngủ thứ hai này thì không kém phần long trọng, có những thứ mà chúng ta cần phải quan tâm. Cái thứ nhất quý vị thấy là full nội thất nhé. Và mỗi căn phòng của chúng ta là một sắc màu riêng. Đó, kể cả giường đây cũng màu sắc riêng quý vị này. Một cái hệ trần quý vị thấy là cũng toàn là rát vàng rát bạc thôi. Đèn chùm đèn thả đây đầy đủ cả. Bên kia lại tiếp tục những bức tranh. Đó, còn bên này sẽ là tủ đồ quý vị này. Tủ đồ của chúng ta thì bố trí ở bên này. Đối diện đây sẽ là nhà vệ sinh. Nhưng mà ta ra đây trước quý vị, có chỗ này hay này. Chỗ này là cái chỗ mà chúng ta có thể thư giãn, chúng ta giảm stress ở đây sau những ngày làm việc. Quý vị thấy một cái góc ban công đẹp không quý vị? Ở đây thì gia chủ trồng rất là nhiều cây xanh, rất là nhiều mảng xanh đây. Có chạy led luôn. Và khu vực giếng trời thì được bố trí đầy đủ cho chúng ta luôn. Đó, chúng ta ra đây mình làm ly cà phê, mình ngồi đây mình tâm sự vợ chồng này kia, kể về những bộn bề, những cuộc sống. Và quý vị thấy ở đây thì hiện tại gia chủ đã rào khung sắt hết cho quý vị rồi. Đó, nhưng mà cái khung sắt này cũng làm cũng đẹp nữa, sơn màu vàng luôn. Những cây xanh, những tiểu cảnh đây thì rất là nhiều quý vị. Rồi, chúng ta tiếp tục vào đây quý vị ơi. Quá đẹp đi quý vị, xem đến đây thì có ai đã đủ kiên nhẫn gọi cho em chưa? Căn nhà này giá thì cũng không phải thấp mà cũng không phải cao quý vị nha. Phiên bản giới hạn, nó sẽ có cái giá của nó đắt mà sắt ra miếng quý vị nha. Rồi, đây là cái phòng vệ sinh khép kín của cái căn phòng này. Thì mọi thứ thì cũng vậy thôi quý vị, đầy đủ hết nhá. Đấy, rồi. Nó là lầu 1 và tầng trệt rồi, quý vị thấy chưa? À, đã đủ phê rồi quý vị. Rồi bây giờ thì chúng ta tiếp tục mình di chuyển lên khu vực lầu 2 để tham quan xem ở trên lầu 2 thì còn gì thú vị. Quý vị đang xem video thì đừng rời màn hình quý vị nhá. Chúng ta hãy cứ tiếp tục theo dõi đến những cái giây cuối cùng của video này để chúng ta chiêm nghiệm xem là một cái phiên bản giới hạn của một căn nhà phố ngang năm dài 22 thì theo quý vị như thế này đã được gọi là giới hạn hay chưa quý vị nhá. Đây là quý vị ơi, lầu 2 đây. Với góc máy này quý vị thấy này, một cái không gian giếng trời và bên này là một cái không gian để chúng ta làm việc. Quý vị thấy không? Nó giống như là những cái tòa lâu đài được làm ra về đắp thu nhỏ vậy đó. Một bức tranh có chiều sâu không quý vị? Đứng đây chúng ta chụp check-in có đẹp không quý vị? Rất là đẹp luôn. Những cái chi tiết đây này được anh này anh làm khá là tỉ mỉ, những cái đường chỉ, đường rong đây làm cực kỳ là chi tiết luôn quý vị. Rất là có tâm quý vị nhá. Rồi, đây sẽ là căn phòng ngủ tiếp theo của chúng ta đây quý vị. Căn phòng ngủ tiếp theo của chúng ta đây. Nhà mình thì có hướng là chính bắc nha quý vị. Nhà chính bắc nằm ngay tại phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Diện tích là ngang 5, dài 22m. Và quý vị thấy là đường lồn đây. À, làm rất là đẹp, rất là ấy luôn. Rồi, khu vực phòng thờ gia tiên và cuối cùng đây quý vị. Đó, phòng thờ thôi mà cũng chơi quả đèn nhập như thế này thì hết nước chấm rồi, chịu sao nổi. Đó, rèm riếc này kia đầy đủ cả. Đây là dẫn ra ban công này. Chúng ta ra đây chúng ta nhìn một lượt về cái khu vực khu dân cư đi quý vị. Giờ này thì có thể hơi tối rồi, nhưng mà nhìn trên cao thì quý vị thấy là một khu dân cư toàn là một trệt hai lầu. Rồi, chúng ta ra đây quý vị, còn một cái khu vực cuối cùng mà chúng ta sẽ tham quan và khám phá, đó chính là khu vực phòng giặt đồ và chúng ta phơi đồ. Ngoài ra thì mình còn một cái phòng vệ sinh nữa quý vị nhá. Đây, góc máy này quý vị thấy này. Quá đẹp luôn quý vị ạ. Đây là nhà vệ sinh chúng ta sử dụng chung cho cái không gian ở trên lầu 2 này.
quá đẹp với quý vị. Phiên bản giới hạn nó phải có cái giá của nó. Và đây là khu vực để chúng ta phơi đồ, chúng ta kê máy giặt. Ở đây thì có cầu thang luôn để chúng ta lên sân thượng quý vị nhá. Nhà mình thì đổ 3 tấm, rất là kiên cố luôn. Rồi quý vị, chúng ta vừa cùng với nhà đẹp 19/2 mới tham quan xong một tòa lâu đài, hay là được ví von như một căn biệt thự mini thu nhỏ, một căn nhà phiên bản giới hạn, địa chỉ nằm ngay tại phường An Phú, thành phố Tân An, tỉnh Bình Dương. Và em xin nhắc lại những thông tin. Thứ nhất là diện tích ngang 5, dài 22m, địa chỉ là An Phú, Thuận An, Bình Dương. Chúng ta muốn xem nhà cứ tới vòng xoay An Phú, điện cho em là em đón liền. Hoặc là chúng ta tới Aeon Mall Bình Dương với những khách hàng nào chúng ta từ Sài Gòn xuống. Còn từ căn nhà này về chợ đầu mối Thủ Đức khoảng tầm 5 cây số thôi quý vị. Gần đây nhất là khu nghiệp V-Ship 1 quý vị nhá. Rồi, mức giá bán là 6,2 tỷ. 6,2 tỷ chúng ta đang còn thương lượng quý vị nhá. Một căn nhà phiên bản giới hạn ở cái khu vực là Thuận An, Di An, Tân Uyên của Bình Dương. Còn Sài Gòn hay khu vực khác thì chưa rõ quý vị nhá. Ở khu vực này nó là phiên bản giới hạn. Và phiên bản giới hạn thì quý vị biết rồi, đắt nhưng mà sắt ra miếng. Nãy giờ quý vị các bạn chúng ta tham quan hết, quý vị thấy đó. Quý vị có đánh giá thế nào về mẫu nhà này? Hãy để lại một lượt comment quý vị nhá. Và nếu muốn đi xem căn nhà này, ưng căn nhà này thì alo liền cho em theo số điện thoại đang chạy trên màn hình. Và pháp lý của căn nhà này là sổ hồng riêng, mua bán công chứng liền. Còn buổi review nhà của em ngày hôm nay thì xin phép được dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau. Chào quý vị và các bạn.